Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ với các bạn là thế nào là blacklist. Thì dịch ra từ blacklist, black có nghĩa là đen, list có nghĩa là danh sách, blacklist có nghĩa là danh sách đen. Và Vân hôm nay thì Vân chỉ chia sẻ về các cái bước để làm visa du lịch thôi, còn visa lao động thì nó lại có các bước khác nhau. Và tại sao trong cái visa du lịch lại có bước blacklist? Đầu tiên khi mà apply như như công ty Vân chẳng hạn, khi mà apply visa du lịch thì bao giờ là các cái bước như sau. Đầu tiên là mình sẽ đặt typing, tức là mình sẽ đánh tất cả các thông tin, số hộ chiếu, rồi thông tin ngày tháng năm sinh, mọi thứ ở trên hệ thống. Xong đó thì mình bắt đầu mình post it, tức là mình post ở trên hệ thống. Xong hệ thống thì là mình phải thanh toán tiền, trả tiền cho chính phủ nhà nước, rồi xong đó tiếp tục có các cái bước tiếp theo, đó chính là vào bước process, tức là trong cái quá trình xử lý họ xem các cái thông tin ở trên cái hộ chiếu này. Tiếp theo là vào bước immigration, tức là cái hộ chiếu này đã được gửi vào hải quan để họ lại kiểm tra tiếp. Còn cái bước cuối cùng đó chính là cái bước mà blacklist, nếu mà những hộ chiếu của ai mà bị rơi vào blacklist, tức là trong cái phòng CID á, phòng kiểm tra của cảnh sát, là xem là cái người này trước đây đã có từng vi phạm luật ở Dubai chưa, hay có vấn đề gì liên quan tội phạm đến ở Dubai hay không, bất hợp pháp hay không. Còn nếu mà những ai mà người ta mà không có trong cái bước về hải quan á, mà họ được approve luôn, tức là họ đồng ý luôn, được là cấp visa luôn, thì không bị rơi vào blacklist. Nhưng có rất nhiều người cái bước cuối cùng sẽ rơi vào blacklist. Thì thực ra đó là chính là cái kiểm tra thông thường thôi, là ai hầu hết là cũng sẽ có vào cái bước blacklist này, tức là để họ kiểm tra xem là mình có tội phạm gì hay không ở đây không, thì để họ có cấp visa cho mình hay không. Thì đó là các cái bước để làm visa du lịch này như vậy. Và blacklist đó chính là danh sách đen, là xem mình đã có bị phạm tội ở đây chưa, bất hợp pháp ở bên này chưa. Đó là các bước của làm visa du lịch các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới an lành.